kể cả vật dụng thì vật dụng nào cũng đều là vàng. Vàng chứa với rất nhiều tự tánh. Pháp giới chúng sinh ví cho vật dụng. Vật dụng chính là vàng, vàng chính là vật dụng. Vàng và vật dụng làm sao có thể tách rời? Tiếp đó chúng ta mới phát duyên đại ngộ, vốn chỉ hư không pháp giới, tất cả chúng sinh chính là nhất niệm tự tánh. Nhất niệm tự tánh ở đâu? Tông môn sau khi khai ngộ có nói một câu: tất cả đều là đạo, trái phải gặp nguồn. Tỳ tây nhặt một vật không phải không đúng. Hành thế công án của Thiền Tông, thử hỏi bạn nhất niệm tự tánh là gì? Cục phân khô cũng là nhất niệm tự tánh. Người thông minh, người thế nhập hiểu được. Một cử động, một lời nói, một nụ cười của bạn, nó chứng minh cho bạn không sao. Kiến giải này được gọi là nhập tri kiến Phật, gọi là Phật tri Phật kiến. Người nhập tri kiến Phật vì là Phật rồi, đây mới là chuyển phê thành giải. Do đó cơ sở chuyển phê thành giải là chuyển ác thành thiện. Nó thực ra nếu người có thể làm được điều